cũng tha kẻ con ơi chúng con xin cha để chúng con là chúng con dạo dạo như chúa chúng con cho con xin dự ơn ngài. Rồi bây giờ sao rồi? Tình hình sức khỏe trước đi. À, không biết nào ngay cũng cũng thì cũng thiếu ngủ đó cơ. Nào ngay cũng nay cái nó hơi mệt rồi. Đồ cái lỗ tai lồi ra luôn rồi trời, nó hót vô luôn kìa. Đúng rồi, nó hót nay kìa. Khi nó mệt á, cái không ngủ cái nó mệt rồi. Nào ngay ước cũng gắng cố gắng chứ lắm. Mà tại con gắng như mình nó mới vừa lợi sức mới ngày qua nay. Cái giờ cái mẹ quá vậy á, cái nó mệt. Nó mệt lại. Mặt bữa nay nhìn hốc hác quá trời luôn. Ờ đúng rồi. Sáng giờ có ăn uống gì chưa? Hồi sáng không biết, cũng ăn gán ăn được chén cơ. Rồi còn như uống ba cái sữa này kia đó. Quậy sữa hơi khao gì cái uống cái rồi. Cho nó qua thời gian cho mẹ mát này. Chiều nay là 4 giờ đưa mẹ lại nhà thờ hả? 4 giờ đưa lại đưa mẹ lại nhà thờ. Rồi sau đó là mấy giờ mới hạ nguyệt? Chắc 5 giờ đi ra đưa mẹ ra ngoài quá. Ra ngoài đất thánh ha. Bây giờ vẫn còn khóc hoài luôn, kiên cường lên chứ. À, cũng như buồn đó cơ. Như mẹ, như các cái nhà ở chưa, con cái chưa có được lâu đó, mẹ bỏ đi. Nhưng mà mẹ, nếu như mà mẹ nằm cứ bất động rồi mẹ không biết thì lại càng thấy mẹ là bị sát nó mệt mỏi hơn. À đúng rồi, mà ông ấy cũng nghĩ thấy như mẹ có hai mẹ con đó. Rồi bà cũng đi đâu ông kia cũng dứt không mà. Rồi giờ cái vắng ba cái cũng buồn. Ngày xưa mẹ ông nhất trồng mía hả? Hả? Ngày xưa mẹ ông nhất chặt mía hả? Ờ à, mẹ mới bán mía. Bán mía sống. Bán mía nuôi mấy anh em. Ờ, bán mía nuôi mấy anh em á. Bởi ra đất cát không có, rồi đi mua người ta lại đó cơ. Người ta trồng công đó. Cái mẹ với ba đi mua. Cố gắng lên. Thì bà giống như cũng cố gắng lên chứ vậy. Hình như là thấy ngồi lắc lư là mệt dữ lắm, muốn nằm lắm đúng không? Cũng như là nó như nó mệt chứ đó cơ. Ừ. Cũng như kiểu như nào này cũng như đã mới nói mẹ đi, cũng như nó không có ngủ được. Nó không có ngủ được đó. Rồi cái nó cũng mệt hơn hơn đó. Ừ. Cái thuốc ngày qua là nó cái là nó kêu bữa nay ngày nghỉ chích nè. Là nó nói đủ lượng rồi đó. Rồi nó kêu nghỉ chích. Rồi cái giờ bữa nay cái mẹ bắt nè gì đó. Cái nó mệt lờ. Nó đuối lờ. Mấy chị là gửi lời thăm chia buồn giúp nhất kìa. Chị Huỳnh rồi mấy mạnh thường quân nữa. Rồi chị Anh ở Sài Gòn á. Chị Huỳnh nha khoa Sài Gòn nữa. Ông Đức cũng cảm ơn mấy chị rất là nhiều với mạnh thường quân. Ông Đức cũng cảm ơn. Nói ông Đức đừng có buồn. Ông Đức đừng có buồn. Ông Đức làm ai cũng không có buồn. Cũng gác cấu lên chứ vậy. Đã biết còn mẹ ba nữa. Ừ. Còn hai người em nữa. Còn lo cho ba mình nữa. Hai người em nữa. Sao nói chuyện điện thoại với ai mà khóc nữa? À ông Nhất ha. Nãy hả? Mấy ông anh kiểu như cũng chia sẻ mấy bà chị cũng như là đi làm chờ ớt chung đó. Rồi mấy bà điện hỏi thăm này kia, chia sẻ này kia, như cái bà kẹt không đi không được. Đóng cửa là Thái. Bây giờ đang đọc Thái. Kinh hả? Đọc kinh cơ. Thì nói chuyện đi. Gặp mà thấy này hai lỗ tai lồi ra, mặt hát ốm lại. Cái gương mặt anh lúc mà bữa nay là tiêu kỵ luôn á. À, đúng rồi. Cặp mắt thì đỏ vơ nên nó bắt ngủ hết mỏi trong nguyên đêm rồi tới giờ này luôn.
bảo chứ không nghe được. Rồi nghỉ ngơi, có tranh thủ nghỉ tí xíu đi. Đọc kinh cho mẹ cũng vô cũng biết cũng ngủ. Đọc kinh cho mẹ đi. Giờ này là chuẩn bị đi luôn. Cứ hạ một hầu cái đầu xe lại cái chở mẹ đi nè. Ông cụ tối giờ ngủ được không? Dạ hả, ngủ ngon. Ngủ không? Ngày nay hồi trưa ông ngủ cũng ngon. Ông ngủ gì còn ngon hơn nhất nữa. Ngủ gì hơn. Chưa giờ ngủ được không ông? Đây, ông ngủ đỡ mấy chục kia. Gán ăn uống vô nha. Dạ. Tối ông có ngủ được không? Tối không ngủ được. Tối thì ra chào thì ngủ được, thì cũng có khi thức giấc cũng nhớ rồi ngủ lại cũng lâu. Giờ biết đưa mẹ mình đi đâu không? Đưa vô Đất Khánh. Đưa vô Đất Khánh ha. Ừ. Đưa vô Đất Khánh ở trong kia. Giờ nay sao hết gặp mẹ mình nữa rồi. Có không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Và như vậy là bà cũng đã yên nghỉ và tốt nhất cũng đã nhìn mẹ, nơi yên nghỉ của mẹ một lần cuối. À, lo cho mẹ đến hơn an nghỉ như vậy thì cũng thấy cũng nhẹ lòng rồi đúng không? Tốt nhất tốt nhất cũng khỏe là được. Vậy hả? Cũng khỏe. À, cũng hơi gán lên. Ừ. À, em thì ở ngoại đạo không có biết là cái việc là chôn cất như vậy thì tiền như thế nào? Gần cũng như tiền mướn người ta xây với mệt, mướn người ta xây với tiền thợ này kia luôn á, mà nói chuyện với ông anh thứ ba nó chứ cũng không biết là bao nhiêu. Là cái tiền cái quan tài đó không là 5 triệu rồi đúng không? Quan tài 5 triệu rồi. À, còn mình mướn tiền thợ với tiền người ta xây với đó đó thôi. Ừ. Với cát đá xi măng đó. Là chưa có tính. Là mình chưa có tính. Cái đó chừng nữa mình tính riêng. Cái đó là nữa mình tính sau cuối cùng. À, mấy nay mệt quá rồi đúng không? Mệt. Đi gán. Gán khóc hết nước mắt rồi. Rồi bây giờ cũng với mệt nữa. Nãy thấy Út Nhất quay lại. Quay lại mộ của mẹ nhìn lần cuối hả? Út Nhất nhìn mẹ lần cuối. Khóc hết nước mắt rồi. Hết nước mắt rồi. Xuy sụp mắt đố he luôn. Con mắt biết đỏ. Tại con không ngủ đó cơ. Con mắt đỏ ngủ rồi. Đỏ. Nhỏ em nãy đi chung á, nó nói bộ không ngủ sao mắt đỏ vậy. Nó thức ra. Thì con tính nó thức nguyện qua nay á. Rồi tới giờ luôn nè. Đâu có nào không có được nằm nữa. Chỉ là ngầu lăn qua lăn lợi chút xíu. Ta ra vô hoài đó. Rồi phải canh đốt nhang cho máy. Đừng có cố gắng quá. Anh em còn nhiều đông nhiều. Nó nói anh em phụ hợ người tay anh chân. Đúng rồi. Không biết cũng là nữa hiểu biết cũng tính hết trơn rồi dễ gì. Bây giờ về á là anh em thì có anh em tiếp khách Út Nhất kiếm chỗ nghỉ lưng cái đi. Không, Út Nhất cũng phải ra rồi cũng Út Nhất cũng có mời anh em đợi nhà chung vui. Ừ. Rồi Út Nhất lại cũng gán đêm nay với má đêm nữa. Ừ. Rồi là mai Út Nhất cũng sẽ ngủ. Ừ. Đêm nay là còn công việc gì nữa? Nay công việc gì cũng như đãi người ta ăn xong mà nghỉ nè mơ mới cầu lễ. Hôm nay cầu lễ thế nào? Nè mơ cầu lễ 3 đêm. Ừ. Cầu lễ 3 đêm nữa hả? Cầu lễ xin cầu lễ 3 đêm. À, mấy giờ cầu lễ? Lãnh đạo 6 giờ cơ. 6 giờ đến mấy giờ? 6 giờ đến chắc 7 giờ quá. Ừ. Thôi thì cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. À. Tất cả các cô chú anh chị mạnh thường quân trong nước ngoài nước vẫn đang rất là thương Út Nhất. Đừng bao giờ gục ngã, mẹ cũng đã an nghỉ rồi. Thì mẹ mong linh hồn của mẹ được về với thiên đàng với Chúa. Thì Út Nhất ai thì cái vòng sinh lão bệnh tử thì ai cũng vậy hết cả. Nó cũng cố lên ha. Thay mặt cho quý cô bác anh chị cũng chia buồn với gia đình Út Nhất ha. Với cũng cảm ơn mấy chị, mấy anh, mấy chú, mấy cậu với mạnh thường quân trong nước ngoài nước. Cũng biết cảm ơn rất là nhiều. Rồi thôi đi về nghỉ ngơi. Anh Tú uống gì? Cà phê. Cà phê nữa hả? Cà phê nữa. Hồi sớm là đưa mẹ về với đất thánh rồi, có cảm nhận gì không? Dạ đưa bà ấy rồi về. Xích lại. Đưa bà ấy vô đất thánh rồi. Rồi làm phép rồi. Rồi anh có cảm nhận gì không? Không. Có cảm thấy nhớ mẹ gì không? Không. Vậy đưa mẹ vô nó ánh cha thầy là làm phép rồi giờ mình về ăn cơm nước. Có cảm thấy nhớ mẹ không? Nhớ là sao nói nghe với. Nhớ hồi lúc bà còn sống rồi bà cũng lo cho em. Ừ. Mà lo cuộc sống trong gia đình. Ừ. Rồi con gái bà lo đó. Ừ, bà lo sao kể nghe với, kể cho mọi người nghe với. Mình phải lo có khỏe trong gia đình anh em được. Ừ. Phải nuôi lớn khôn. Ừ. Phải nuôi anh em tôi lớn khôn. Rồi bây giờ mẹ mất rồi thì sao? Có bắt đầu giống như buồn. Ừ. Buồn người sao nữa? Buồn cũng như là mắc bãi vậy đó. Ừ. Thì từ nay về sau có người gặp mẹ nữa không? Dạ không. Chừng nào ấy vô không?
Chừng nào ở tỉnh ấy chừng nữa em xuống thăm. Xuống thăm mẹ ha? Dạ. Xuống thăm mẹ rồi làm gì? Xuống thăm bà. Ừ. Vô thăm mồ thăm mả bà. Ừ, quét dọn. Để mà dòm ngó bà coi chừng mả mồ ấy. Coi chừng mả mồ của mẹ. Dạ. À. Hồi đó là nhớ cái gì về mẹ nhất? Hai con gái bảo như bảo lo lắng cho anh em của tôi đó. Ừ. Để được mà nuôi nắng lớn khôn. Ừ. Rồi thấy anh Tám khóc quá trời luôn rồi sao em không thấy anh gơ lợi vậy nữa à, em không thấy anh khóc. Dạ. Thế anh, hả? Kiểu như mình cũng khóc vậy đó. Ừ. Khóc mà mình thương tiếc má của mình qua đời. Ờ. Thương tiếc như thế nào cỡ nghe được không? Dạ. Có cái dịp nào em đi ở trên nhà má em á, chừng nào em có tiền em xuống thăm má em đi. Vô Tổng Đức Thánh thăm bà. Hồi nãy có nói gì với mẹ không? Có nói con đưa tiễn má vô đây rồi con đi về. Nói sao? Đưa tiễn má vô Đức Thánh rồi con đi về vậy đó. À. Để con về con ăn cơm nước rồi con về tỉnh. Ừ. Có nói má an nghỉ gì không hay là về với Chúa gì không? Không. Không ha. Dạ. Từ nay về sau đâu còn gặp mẹ nữa đâu. Dạ. Hết gặp mẹ nữa đúng không? Dạ. Hồi đó mò ốc có tiền có cho tiền cho mẹ không? Dạ có. Ừ, có cho tiền cho mẹ ha. Dạ. Cho lần nhiêu? Cho bả lần có 500 mò ốc để dành cho bả được 500. Ừ. Rồi sau này là hết cho mẹ rồi. Dạ. Ừ. Đó mò ốc có luộc ốc gì cho mẹ ăn không? Dạ có. Có luộc ốc cho mẹ ăn luôn hả? Dạ có. Có luôn. Mẹ nói thì sao? Như bà cũng từng tuổi cao tuổi đó, bà cũng có ăn ốc. Ăn ốc của anh Tú luộc hả? Dạ, bà ăn ốc vậy. Bán hay là cho đưa luộc cho mẹ ăn? Cho mẹ ăn. Ừ. Cũng thương nhớ mẹ ha. Rồi sớm vợ có đi theo chung không? Dạ không, chúng nó đi theo vợ về tỉnh. Rồi giờ tối nay không ngủ ở đây sao? Không, về tỉnh ngủ. Sao không ngủ ở đây với anh Tám cho nó ấm? Về tỉnh bị ma coi dừng nhà má của em tỉnh. Ừ. Hôm nay là không có đi mò ốc. Không. Sao vậy? Về nhà coi dừng nhà má. Ngày hôm nay buổi sáng anh không đi mò ốc, sao anh không đi mò ốc? Không, coi dừng nhà má của em tỉnh. Giờ cái hầu nó xuống đây nó có là hồi nãy là có khóc luôn. Dạ. Khóc ở chỗ nào em không thấy? Dạ, hồi đưa vô đó rồi mình cũng đi nhớ tuổi bà. Mà cái đó anh khóc thiệt hả? Cũng như mình cứ như mình cứ như mình bỏ mình đi về đó, để bay xuống rồi cũng nhớ bà. Nhưng mà mình khóc thiệt luôn ha anh đó. Dạ. Có nghĩa là để bà xuống một mình rồi mình nhớ bà. Dạ nhớ. Và cái mình khóc luôn. Thấy thương bãi hay sao? Dạ. Hồi sớm giờ anh đi đâu ở đâu à? Dạ. Sớm giờ anh đi đâu là nhà thờ vậy? Em trả đồ cho người ta. Trả đồ cho người ta ha? Dạ. À, cũng biết làm phụ anh em quá ha. Đám này có đưa anh Tám tiền để mà phụ mẹ không? Phụ đám mẹ không? Không. Dạ. Anh Tám lo. Không biết anh lo. Ừ. Anh biết anh lo chứ anh đâu biết gì đâu hả? Dạ không biết. Sao anh không biết? Để em về tỉnh đi, để đưa nó về tỉnh đi hầu nó. Để đâu nói gì? Để hầu nó ấy. Cái gì anh? Để đưa nó về tỉnh. Kêu ly nước rồi kìa, ngồi uống đi, kêu vợ vô uống luôn. Ăn cơm rồi về. Kêu nước rồi kìa. Ăn cơm rồi về. À. Kêu vợ vô uống luôn. Vô uống nè, còn hơi nè em ơi. Chắc kêu ly nước rồi bỏ vậy. Uống cà phê nè em ơi, kêu nghe tình tứ ghê không? Hả? Đói bụng không? Dạ đó. Uống vô cà phê liền đó anh đó. Dạ. Hồi trưa anh nói câu gì mà ngày xưa có mẹ còn trốn được, bây giờ là mẹ mất rồi hết trốn hả? Dạ. Là sao? Nói em nghe. Như mình bỏ bả đóng đi về đó, nhiều lúc mình cũng thương bả. Ừ.